Tin 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 tin. Ồ, ngày hôm nay nha, nghiện mô hình đã có trên tay được một phiên bản mà nghiện mô hình rất thích trong bộ truyện tranh gia Dragon Ball, đó chính là Bulma. Ok chưa? Thì tại sao đây là một nhân vật mà nghiện mô hình rất là thích trong bộ Dragon Ball, bên cạnh những nhân vật nói chung mà mọi người thích coi đánh đấm thì mọi người chắc sẽ thích Sugoku, thích cho đích hay là thích những cái nhân vật khác có sức mạnh hơn, nhưng mà đây là một trong những nhân vật đầu tiên mà mình tiếp xúc được với truyện tranh nha mọi người. Phải nói cái câu là tiếp xúc lần đầu tiên là nó gợi nhớ nhiều kỷ niệm lắm. Ngày xưa nếu mà những ai mà dạng giống như 9X, 9X từ đầu mà tiếp xúc với truyện tranh thì đại đa số là chuyện của nó ngày xưa nó cũng mắc. Cái thứ nhất là nó mắc nha, nó mắc so với cái khả năng của mình. Cái thứ hai là nó khó mua, mình muốn mua là mình phải chạy xe rất là xa đó mình mới mua. Nhưng mà mình có một cái may mắn là ngày trước là mình dãy vì cuối tuần á, sau khi mà những ngày học học ở nhà thì cuối tuần mình được lên một người cô của mình, thì ở chợ nói chung là cô mình cũng khá là dư dả đó mọi người. Nhà mình không dư dả thôi nhưng mà cô mình cũng khá là dư dả, thì lên chỉnh chơi á, tại vì ngày xưa cô cũng thích mình lắm. Lên chỉnh tại vì ngoan á mọi người, ngoan ai cũng thích hết. Nhưng mà tùy nha, tùy người, có người ta có tiền thì sẽ cho nhiều. Thì mình lên trên cô mình chơi thì sẽ được ông anh mình dẫn đi mua truyện tranh nè. Thì cuốn bộ truyện đầu tiên mà mình tiếp xúc đó chính là bộ Dragon Quest mà mọi người hay Việt hóa là Dấu Ấn Rồng Huyên á. Còn cái bộ thứ hai của mình là hình như là không, bộ Doraemon không có tiếp xúc nha, không tiếp xúc ở đó. Nhưng mà về sau thì cũng mới coi. Bộ thứ hai là bộ Dragon Ball, là cái bộ Bảy Viên Ngọc Rồng. Đây là một trong những phiên bản dạng như là nhân vật đầu lớp đầu tiên luôn, mà trong bộ truyện xuất hiện lúc đầu là một trong những nhân vật đầu tiên giúp cho Son Goku tìm Bảy Viên Ngọc Rồng. Thì ok, hôm nay mình đã có một cái phiên bản, nói chung là cái này cái dẫn chuyện đó mọi người. Có một phiên bản của em Bulma ở đây, mà phiên bản này chính là Bulma Begin. Về sau thì Bulma lập gia đình rồi có con nữa, thì lúc đó thì sôi nước rồi, hơi sợ hình chút xíu thì mình đã không thích, mình sẽ thích cái kiểu nó cu te cu mai que như thế này hơn đó, cái kiểu mà pin kỳ đó mọi người. Cái kiểu mà hương hương như vậy nè, nhìn nó dễ thương nhiều. Còn dạng mà lớn lên soi thời tiền chắc là anh em nào mà dạng dạng nó hơi người lớn chút xíu thì sẽ thích hơn. Nhưng mà bây giờ mình tìm phiên bản này cũng lâu rồi nha, phiên bản Bulma Binky đó, mình tạm gọi là phiên bản Begin nha, Binky Binky. Thì cái này là của hãng SHF, cũng do bên Bandai luôn đó. Thì trong cái hộp này thì bao gồm một cái pack là nhân vật này thôi, trong đây có phụ kiện luôn, thì bao gồm thêm một cái ở đằng sau luôn, cái nền nó, cái background của cái hộp nó cũng pin kỳ luôn đó mọi người. Rồi pin kỳ màu hồng pastel nhìn đẹp quá. Ngoài ra thì còn có thêm hai cái phần, một cái phần bên đây là cái mã barcode của nhân vật, còn một cái phần bên đây là nó là một cái sách hướng dẫn sử dụng á, y chang những cái SH Figure khác luôn. Một cái tờ sách hướng dẫn sử dụng của nó là bao gồm cách để chúng ta hai tay nè, rồi chúng ta có thể gắn các phụ kiện khác, cách để chúng ta hai mặt thì chúng ta có thể tháo cái lớp mặt đằng trước ra, rồi chúng ta có thể hai thêm cái phần tóc nữa, các khớp của nhân vật luôn. Rồi chúng ta hai tay để chúng ta sử dụng phần súng nè, giờ để cầm thêm cái phần nào đó nữa, lát đây mình nói luôn, chứ bây giờ coi cái này xong mọi người lát biết hết luôn rồi. Không còn gì để nói trong cái phần mô hình nữa,
Rồi ok, mình sẽ để cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng qua một bên. Thì đến với nhân vật chính là em Puma Pinky. À, trong đây thì bao gồm một em Puma nè, hai khuôn mặt, khuôn mặt đang sợ hãi, một khuôn mặt, ôi khuôn mặt cực kỳ cute luôn, dạng nghiêm nghị với mọi người. Còn khuôn mặt bên đây là cười, rồi con cười kìa, tươi kìa chưa. Bên đây có một thanh súng, đây là hai cái phần tay để chúng ta có thể cầm thanh súng nữa để kế bên luôn. Cầm cái dạng như tay mà có đeo bao da đó, có bao tay chứ chuyện đeo bao da làm gì. Những cái phần tay bên đây là bao gồm 6 phần tay, thì hai tay bên đây là không có mang bao tay, và bốn cái phần tay bên đây thì có một viên ngọc rồng và một cái máy giò ngọc rồng. Cái viên ngọc rồng là để mình tháo cái mình trong mọi người coi, cái viên ngọc rồng nhìn đã quá vậy trời. SHPG làm cái viên ngọc rồng này nhìn xuất sắc kìa. Đó, tháo cái lớp hàng hoành tráng. Ê, chết. Wait a minute. Chết rồi, mọi người có thấy gì không? Làm ơn, từ nha, làm ơn. Chúng ta hãy che lại. Để đây trước đi, mất công lậu hàng của em Bulma xinh đẹp dễ thương mà tôi hằng hầm mứng nữa. Bây giờ để cái kiểu đứng cute nè, cute gì trước nha. Em hãy yên tâm, hôm nay anh sẽ review em một cách không để em bị lậu hàng đâu. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ đến với viên ngọc rồng. Trời ơi, nãy để hết hồn luôn mọi người. Mọi người coi mọi người có thấy gì không? Bà có thấy gì cũng che mắt che tai lại nha. Em này kêu kiểu cute thôi đó, chưa 18 tuổi đâu. Nên mọi người đừng có manh động nha. Cái viên ngọc rồng nè. Trời ơi, mọi người có nhìn thấy mấy sao không mọi người? Để coi mình nha. Mình đếm là 1, 2, 3, 4, 5. 5 sao mọi người. Phải nhìn kỹ mới thấy nha. Mọi người thấy không? 1, 2, 3, 4, 5 nè, 5 sao. Ok chưa? Nè, phải nhìn kỹ mới thấy. 1, 2, 3, 4, 5. Ủa? Đúng không? Ờ, cái phần... Ủa, 6 á, 6 á. Để cái phần kia bị đèn quay của mình chiếu nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vậy cái viên ngọc rồng thứ 6. Mà phải coi kỹ mới thấy nha, chứ để không ở đây thì... Ủa, có một sao mọi người. Cái phần bên trong là nó làm sai nha, chứ đây là có một sao à, một sao màu đỏ nè, thấy không? Đó, viên ngọc rồng một sao đầu tiên. Đây là viên ngọc rồng của Puma, là trong công cuộc là giúp cho Sunoco tìm ra được 7 viên ngọc rồng. Và cái phụ kiện thứ hai có trong cái bộ này chính là một cái máy giò ngọc rồng. Bây giờ nếu mà bây giờ đi tìm ngọc rồng không có cái máy giò này giống như là tìm kim đáy biển nha mọi người. Cái máy giò của ngọc rồng nè, trên đây có các giống như là dạng là các chi tiết giống như bản đồ á, cái map, và có các định vị luôn. Chúng ta có thể nhìn trên đây mà chúng ta tìm được viên ngọc rồng. Cái này thuộc về của tập đoàn Kasun, do Bulma sở hữu. Tập đoàn Kasun không phải do Bulma sở hữu nha. Là ý mình nói là cái máy tìm ngọc rồng này là của Puma, thuộc tập đoàn Kasun. Rồi ok, trong đây thì bao gồm hai khuôn mặt, một khuôn mặt kawaii, rất kawaii của em Puma luôn, nghiêm nghị á mọi người. Lát mình thay nên mình thích cái nhân vật này, cái mặt này quá. Một cái khuôn mặt hết sức là ngỡ ngàng, tính nó bậy rồi mọi người. Một khuôn mặt surprise hay là hoảng sợ thì mình không biết, nhưng mà cái bộ mặt này nó vui lắm nha. Đó. Thì các màu sắc mà do SHPG làm thấy không? Giống như màu của miệng nè, màu của lưỡi nè, màu của mắt, màu của chân mày làm rất chi tiết giống như nguyên tác của bộ truyện luôn. Rồi ok. Trong đây thì có một thanh vũ khí, là một cái thanh, mọi người thấy kỹ không? Một cái cây súng của em Puma nè. Đó. Cây súng nó nhỏ thôi, mình để low shot lại cho mọi người coi đó. Rồi ok, để qua đây luôn. Các bàn tay để cầm súng nè, dạng như vậy.
thì nó cũng không có gì đặc biệt đâu mọi người. Đó, dạng đeo bao tay thôi. À, ở trên em Puma này á thì à, lúc này cũng không khỏe lắm nha mọi người ơi. À, SH Figure làm rất là đẹp luôn, vẫn là có ba khớp của phần tay, một khớp ngay cái phần cổ tay nè, một khớp ngay cái khuỷu tay và một cái khớp ngay cái cánh tay. Chân cũng vậy, có một cái khớp ngay cái phần dưới, một cái khớp ngay phần gối và một cái phần trên. À, trời ơi mọi người tưởng mình sẽ để lên cho mọi người coi hả? Không nhá, mình sẽ nắm lại, mình che lại nè. Không có dễ đâu mấy cưng. SH Figure làm cái phần dài này nhìn đẹp quá ha. Màu sắc làm tươi quá trời. Cái phần trang phục của em Buma là cũng hết sức là tỉ mỉ luôn. Màu hồng pinky mà mình rất thích luôn. Trên áo của Buma thì có một cái chữ là Buma. À, phần áo, cái này là phần khăn choàng ở trên nè mọi người. À, và một cái đai lưng. Đai lưng này thì có cái chỗ dắt cây súng luôn. Một cây súng ở trong bộ cho và một cây súng có sẵn ở trên nhân vật luôn. Thì trên đây là vẫn là kiểu tóc quen thuộc của em Buma thôi. À, kiểu tóc dạng giống như là cột sắn dễ thương kiểu con gái mới lớn đó mọi người. Ồ, dễ thương quá trời luôn, kawaii luôn. Đó. À, bây giờ mình sẽ gắn một cái tay để cầm súng cho mọi người coi cái demo của nó như thế nào nha. À, có một tay cầm súng và một tay cầm được một cái máy dò, cái máy dò ngọc rồng nè. Thì bây giờ mình sẽ gắn vô cái phần tay để cầm súng trước. À, là cái này. Để mình gắn vô. Ây da. Đó, gắn vô xong rồi. Thì hồi để chỉ gì cũng đẹp nè. Chỉ ngọc rồng đó. Để gắn cái thanh súng này vô. Thì do Buma là người thường, mà người thường thì không có sức mạnh đặc biệt gì của những cái chủng tộc khác, nên vũ khí mà của Buma này sử dụng thường xuyên nhất là thanh súng lục ở trên tay của mình. Đó, mọi người thấy nhìn nó đẹp không? À, cái súng này nó không hoành tráng nha, với lại nó cũng không mạnh, nó không có tính sát thương đâu. Nhưng mà nó lại là một trong những cái vũ khí phòng thân duy nhất của Buma này. Thật ra mà nói thì em Buma này có nhiều cái viên thuốc nó cũng mạnh lắm mọi người. Cái viên thuốc biến ra được chiếc xe nè, rồi viên thuốc biến ra được nhiều thứ khác. Mình sẽ tìm mua chiếc xe để quay review cho mọi người luôn. Đó, thì bây giờ mình sẽ hai được cái tay mình có thể nắm được cái ngọc rồng nha mọi người. Cái tay nắm được ngọc rồng. Ê, không, đúng rồi, cái tay nắm được ngọc rồng với lại nắm được cái máy dò ngọc rồng luôn. Thì tháo cái phần tay này ra, gắn cái phần này vô. Thì trên phần tay này có một cái dạng như một cái chấm để chúng ta để cái máy dò vô. Đây, nếu để ý kỹ nha, trên đây cũng có một cái chấm luôn. Cái phần này để chúng ta gắn cái gì, gắn cái này vô cho nó khớp á. Đó. Thì Buma dùng máy dò ngọc gọc này để tìm ra được vị trí của viên ngọc gồng, giúp đỡ Son Goku tìm ra được 7 viên để có thể thực hiện điều ước kêu gọi được gồng thần ra. Nó nhìn nó ngầu ha. À, và Buma là có thể thay mặt được như lúc đầu mình có nói rồi. Thì để thay mặt em á thì mình sẽ tháo cái phần, trước tiên là chúng ta tháo cái phần tóc ra trước. Đó, tháo cái phần tóc này ra. Và nếu mà mấy bạn tìm mua trên mạng thì mấy bạn cũng sẽ có thể mua được những cái gọi là cái item, cái phụ kiện của em Buma này. Mà nếu mà chúng ta mua được kiểu tóc khác thì chúng ta có thể thay thế gắn vô. Còn cái kiểu mặt thì để mình hai cái kiểu kawaii nha. Đó, thì chúng ta tháo ra nó chỉ có hai cái phần thức ở trên vậy thôi. Thì chúng ta sẽ gắn cái khuôn mặt của em kawaii vô. Giờ gắn cái tóc của Buma lại cho nó dễ thương lên. Đó, nhìn này, hot girl, hot girl đời đầu, hot girl đời đầu sau này sẽ là bà mẹ hai con. Về sau biến thành bà mẹ hai con là sâu thịt lắm nha, nhiều anh em sẽ hết về sau hơn, giống như Chi Chi cũng vậy nữa.
Chi ngày trước thì lúc nhỏ cũng đâu đẹp lắm đâu, nhưng mà lớn lên cũng xuất sắc lắm nha mọi người nha. Mình thì lúc đầu mình lại nghĩ là Bulma này về sau sẽ thành đôi với Sunoku chứ không phải là cũng có đích đâu. Nhưng mà về sau cái cốt truyện của nó là sao mà biến cho xuất hiện thêm một em Chi nữa, mà Chi đó lại là vợ của nhân vật chính của chúng ta là Sunoku, thì Bulma lại vô tình trở thành vợ của Kadit. Về sau sinh ra được một, nói chung là hai gia đình ai cũng sinh ra được con cũng bá đạo lắm nha chứ không biết đâu. Đó, thì bây giờ khuôn mặt kawaii này rồi, thì bây giờ sẽ đổi qua khuôn mặt hết sức là dễ thương, hết sức là mắc cười của em đó là khuôn mặt hoảng sợ nha mọi người. Đó, bây giờ mình sẽ hai cái khuôn mặt hoảng sợ. Đây, nó tạo ra một cái điểm nhấn của em đó luôn. Khi hoảng sợ thì lại khác, khi đẹp nó lại khác. Đó, mọi người nhìn mắc cười không? Đó, dạng của nó là như vậy nè, mọi người thấy kỳ không? Đó, hoảng sợ. Về cơ bản thì những cái phụ kiện đi theo Bulma này nó rất là bé, nên mọi người chơi cũng cẩn thận một chút xíu. Chúng ta để ở những cái nơi nào mà gọi là nó tránh bị gớt, một khi mà gớt xuống chúng ta tìm cũng cực lắm nha, mà khi mà chúng ta muốn mua lại nó cũng khó lắm, chứ nó cũng không phải là dễ đâu mọi người. Thì nói chung là em Bulma này nó có những cái bộ phụ kiện đi theo về phiên bản SHPG, đó là cái phần giới thiệu của mình từ lúc đầu tới bây giờ luôn rồi. Đây là một trong những cái clip mà giúp cho anh em giải trí trong đợt dịp giáp Tết này. Cũng nói năm 2023 rồi, chút nữa thì cũng kỳ, nhưng mà cũng mong mọi người là giữ gìn sức khỏe, đón cái năm 2023 nó được trọn vẹn nhất. Nếu mà các bạn thích video về cái mình review về các nhân vật, về SHF hay là những nhân vật mô hình nào khác á, thì các bạn nhớ nhấn cho mình một cái nút like, và sau đó thì đừng quên subscribe đón nhận những video tiếp theo của Nghiện Mô Hình. Và đừng quên để lại comment nha, comment của các bạn là tiếp thêm động lực cho mình nhiều lắm, và để cho mình coi được mình sẽ review nhân vật nào tiếp theo nữa. Các bạn để lại comment đi, mình không biết, mình cứ review nó đại trả mọi người. Bộ này một chút, bộ kia một chút, bộ kia một chút. Nói chung mình biết nhân vật nào thì mình sẽ cố gắng mình tìm để mình quay cho mọi người coi. Còn nếu các bạn nói á, thì mình sẽ tìm tập trung vào một cái kiểu đó thôi. Và cái khoảng thời gian tới á, thì mình có đặt hàng trên mạng, nói chung là một bộ Lego nó cũng hoành tráng mọi người, chuyên về chủ đề Tam Quốc. Bên Nghiện Mô Hình khi mà tìm hiểu về một cái thể loại đồ chơi nào để mua quay cho mọi người đi, chúng mình mua đầy đủ luôn mọi người. Mình tìm của anh Duy á, là anh Duy đó, anh chuyên phân phối cái mặt hàng Lego, thì mình vô mình hỏi ảnh có bao nhiêu mặt hàng là mình mua hết. Giống như dạng bây giờ bộ lính đi, bộ lính của ảnh nói là bao gồm 4 nước, mà mỗi nước là có là bao gồm nè Ngụy Hục Ngô với lại Hán á, bao gồm mỗi nước thì có 12 binh chủng. Mình mua hết 48 luôn, chơi lớn mua hết, đã quay là phải mua đầy đủ. Rồi xong rồi ảnh nói là có những cái setup mà ngoại cảnh á, là ở trong phim nó có ngoại cảnh như thế nào thì chồng có hết. Mình hỏi có bao nhiêu, ảnh nói là có 7-8 gì đó, mua hết. Đó, rồi xong rồi ảnh nói tướng là có 3 mấy tướng, mua hết. Rồi xong rồi là ngựa là có 4-5 chiến xa gì của nước khác, mua hết. Rồi xong rồi có bao nhiêu loại ngựa là mình mua hết. Mình nói chung là mình quay có tâm đó mọi người. Mình quay là không phải là mua mỗi thứ một cái về quay cho mọi người coi, mọi người có không có đã mua một đống về luôn, quay từ từ. Nên mọi người á, nhiều khi bây giờ mô hình mình nhiều lắm chứ không phải là ít, mà bây giờ mình đâu biết mọi người muốn coi gì đâu. Mọi người phải để lại comment bên dưới, mình mới biết là mọi người thích coi cái gì, mình mới cầm con đó ra quay. Nhiều khi đúng tâm trạng của mọi người thích cái mô hình đó, mọi người cảm thấy vui hơn nhiều. Lại một lần nữa là kính chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo. Bye bye tất cả mọi người nha.